Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Rồi, trong cái buổi chiều ngày hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn một số cái phô mai đặc sản Phú Yên ha. Phô mai ngày hôm nay thì nó không gọi là đẹp xuất sắc các bạn, mà cũng vượt được thôi, nhìn cũng được. Và tiền của nó thì cũng nhẹ nhàng, mua mắt. Cây hoành to nhất là 55, còn nhỏ thì nó 30 ngoài. Từ nói chung là nó cũng dễ chơi ha. Giá cũng mềm mại. Bạn nào mà muốn săn lùng môi phôi rẻ thì ở clip này đây. Đầu tiên đó là một cái phôi mai có hoành là 55. Hoành 55 3 thân. Hoành 55 cao 52 3 thân. Thân thì gân guốc ha, gân guốc cũng 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 già nua lắm rồi. Hoành 55 cao 52. Đó. Rễ đế thì không có bị bọng bị hư gì. Có một cái là cắt cái rễ chột hơi lớn tí xíu. Cắt rễ chột hơi lớn tí xíu nha. Đó. Nhưng mà cây này về chúng ta ghép rễ chúng ta ủ thì ok, không sao hết. Trồng cát hết. Thì nói chung là nó cũng cũng dễ vậy. Dễ, không khó. Phôi hoành 55 cao 52. Đó. Giá là 550k bao vận chuyển. Nhẹ nhàng không? Hoành năm mấy đó, giá có 550 đó. 550k bao vận chuyển nha. Phôi này thì ngày hôm nay thì dành cho các bạn săn lùng phôi mai rẻ này. Mai này đợt này nó rẻ bạn. Thì bạn nào mà thích trải nghiệm muốn phi muốn muốn thử thách tay nghề của mình hay là đó giờ chưa chơi mà bây giờ muốn chơi thì giá rẻ rẻ đó mình chơi kìa, rẻ rẻ mình chơi giá mềm mềm cây cũng đẹp cây. Rồi đến với cái phôi số 2, phôi số 2 là một cái phôi trực nha, có hoành là 34 cao từ cổ đế lên là 43. Hoành 34 cổ đế lên là 43. Rễ thì thờ cũng khá nha, rễ khá nhiều. Cây này rễ khá nha. Cái phôi này thì mình giao lưu với các bạn với giá là 400k bao vận chuyển. 400k bao vận chuyển nha. 400k bao vận chuyển, bạn nào thích thì mình liên hệ chốt nha. Giá mềm mềm mà, 400. 400 500. Giá mềm mềm không các bạn. Bạn nào thích thì mình liên hệ cho cây. Cây cơ bản là ok. Cái gì? Khá ha. Cây khá. Cây khá nha. Trực đẹp. Tròn lẳng. Rất là ok. Cây này 400k ok các bạn. Rồi đến với cái phôi số 3. Phôi số 3 là một cái phôi có hoành là 36. Chiều cao lên là 36 luôn. 36, 3 dưới 6 là 9 nha. Cây này nó cũng có nu, cũng có gu. Cũng có nu, cũng có gu nha, nhưng mà hơi nhỏ mini. Dáng thì nó cũng tạm được. Hai thân tạm được. Giá 400k bao vận chuyển. 400k bao vận chuyển nha các bạn. 4 cây 400k bao vận chuyển. Bạn nào thích thì mình liên hệ chốt cây nha. Bạn mua nhiều thì mình giảm được ít tiền xe cho các bạn, tiền vận chuyển cho các bạn nha. Cây khá ok. Cây khá ok nha. Cây đẹp đó. Nhìn thế cũng đẹp lắm. Rồi đến với một cái phôi mai ôm đá nha. Đá còn dính đó đó các bạn. Đá còn dính nguyên phiến đó luôn. Cứng nha, dính cứng ngắc. Về chơi. Phôi có hoành là 40 và cao là nó 49. Hoành 40 cao 49. Hoành 40 cao 49 nha. Đế đắm thì ok, cây này đế đắm ok nha. Rễ nè quấu kìa các bạn thấy không, nó ôm nguyên một cục đá luôn. Ngon lành cành đào. Ngon lành cành đào nha. Về cái là cục đá đó mình bên mình sẽ quấn băng keo lại cho nó chắc. Ê, vận chuyển rồi nó không có bị bung.
Cây ok nha, rễ đế ok, rễ đẹp. Cây này mình giao lưu với các bạn với giá là 600k bao vận chuyển cho các bạn. Hoành 40, cao 49. 600k bao vận chuyển nha. Đó, bạn nào thích thì mình liên hệ chốt cây. Cây đẹp nha. Rồi đến với cái phôi số 5. Phôi số 5 là một cái phôi có hoành là 36. Hoành 36 ha. Cây này cũng khá là hoành 36. Rễ đế thì cũng khá là ok. Rễ đế khá ok nha. Hoành 36 rễ đế ok. Đó. Rễ đế ok. À, phôi này thì mình giao lưu với các bạn với giá là 450k bao vận chuyển. 450k bao vận chuyển nha. Bạn nào thích thì mình liên hệ chốt cây. Cây khá đẹp nha. Cây đẹp. À, cây đẹp nha. Rồi đến với cái phôi số 6. Phôi số 6 thì chỗ đó nó bị kẹt đá nha. Nó lủa nha. Kẹt đá nó lủa ha. Lủa chỗ đó. Cây thì tròn lẳn à, mình nó kẹt đá chỗ đó. Đó. Phôi này mình có hoành của nó là 33, cao là 50. Hoành 33 cao 50. Rễ thì cũng khá là nhiều. Rễ cũng bao la. Đó. Hoành 33 cao 50. Phôi này thì mình giao lưu với bạn 400k bao vận chuyển. Rồi bạn nào chốt hết lô thì coi như mình tặng cái phôi cuối cùng đi. Mình tính tiền những cái 5 phôi còn lại thôi. Còn phôi cuối thì bao vận chuyển cho các bạn luôn, miễn phí luôn nha. Rồi bạn nào thích thì mình liên hệ cho cây. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.